À, xin chào cô chú anh chị nha. À, khu nuôi này là của anh Thức, ao tôm này là 30 ngày, là xài vết bon từ lúc nào vậy anh Thức? Chỗ nào xử lý để thả ra, để thả luôn để xài dạ dạ. Mấy ngày anh sạn lần anh Thức? Hai ngày sạn lần. À, anh chị thấy không, màu nước 30 ngày nhưng mà màu nước rất là đẹp nha. Cách 2 ngày anh xài một gói vi sinh vết bon giá 40.000 một gói. Ồ, anh chị thấy tôm 30 ngày nhưng màu nước rất là đẹp nha. À, anh Thức nói chi phí rất là thấp nhưng mà men xài rất là hiệu quả. À, cảm ơn anh Thức rất nhiều anh Thức ơi. Dạ. Màu nước rất đẹp luôn, màu nước 30 ngày. À, ao này diện tích 1.000 nha, và anh Thức thả 200.000, công ty khuyến mãi cho anh Thức 200.000 là 400.000. Đó, màu nước quá đẹp. À, xin cảm ơn cô chú anh chị đón xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.